Hé luôn anh chị em, cô dì chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Mình chơi Free Fire mà mình cầm súng là xưa rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi Free Fire nhưng mà tôi không lút súng, mà tôi lút cái gì? Tôi lút trái tim của em. Nói chứ hôm nay tôi sẽ dùng cái đôi bàn tay chai sần gì cậy két. À lộn, chai sần gì làm lụng nhất giả bao nhiêu năm trời. Để làm cái gì? Để đục vô mỏ địch. Tôi sẽ hạ ba thằng đầu tiên. Sau khi hạ xong ba thằng thì mình sẽ lụm cái cận chiến đầu tiên mà mình gặp. Và mình sẽ dùng cái cây cận chiến đó tới cuối trận. Bởi vì tôi là một người trung thủy. Trời ơi, hé luôn anh chị nha. Nếu mà em lỡ có huyền không gian riêng tư của anh chị thì lại đây cho em đấm cái coi. Mày cầm súng là mày muốn làm gì làm hả? Rồi nhỏ kia chạy đâu mất tiêu rồi. Cái này là gian gian díu díu mập mờ xong bị phát hiện rồi chạy nè. Như vậy là tôi hạ thằng đó, tôi là người tốt nha. Nó định lừa dối tình cảm con gái nhà người ta đó. Hey slow hush Lily. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Màng đất ơi, đưa tay ra định ngắt cái cọng ngò. Lỡ đấm em một cái. Thôi giả đò làm ngơ. Tôi định vô tôi chào hỏi làm quen. Thấy cái nút có hình bàn tay, tôi tưởng đâu là bấm vô là giãy tay chào hỏi. Có ngờ đâu bấm vô cái đục cái bụp em gái nằm chèm bẹp luôn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thôi coi như là em gái xui đi nha. Bây giờ để tôi đi kiếm thêm một thằng nữa. Màng đất ơi, cho cái X4 làm cái gì vậy? Gắn vô cái bàn tay rồi đấm xa hơn được không? Ê, tôi thấy cái gì đó nha. Hồi nãy giờ tôi hạ ba thằng rồi đúng không? Vị huynh đài xin hãy giữ tự trọng. Hồi nãy giờ mới hạ hai thôi. Anh em ở đây người ta thấy hết rồi đó, nhắm lương lẹo được không? Ăn gian không được thì thôi. Đó nha, cái cây này là cây tôi thấy đầu tiên nha. Bây giờ mình chỉ cần kiếm thêm một thằng mình hạ nó nữa. Như vậy là được ba thằng liền. Đây rồi, đối tượng của chúng ta đây rồi. Có vẻ như là nó đang chạy vô nhà này nó lút đồ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá. Mày móc cây súng ra mày định làm cái gì đó? Trời ơi, tôi lại hạ thêm một cô gái nữa. À, cứ hạ con gái nhà người ta kiểu này mẹ biết mẹ buồn đó. Thôi xíu buồn tiếp nha. Bây giờ chạy qua lụm cây lưỡi hái trước. Yeah boy. Tôi mà cầm cây lưỡi hái lên một cái hen là liên nguyên bản đồ luôn. Đèo tiền. Đây rồi, vũ khí huyền thoại trong truyền thuyết đây rồi. Anh em nhà mình không biết thôi chứ hồi đó tôi cầm lưỡi hái một mình tôi cân 80 thằng. Tôi cân xong cái thằng đầu tiên, còn 79 thằng còn lại tôi nghe bác sĩ kể lại. Nhưng mà anh em đừng có coi thường tôi nha. Hồi nãy chỉ với đôi bàn tay trắng mà tôi hạ được ba thằng đó. Bây giờ có thêm cái lưỡi hái này nữa thì thứ gì chịu nổi. Bây giờ mình sẽ lút một vòng quanh cái khu này có còn đứa nào không. Gặp cái đứa nào mà lú ra một cái là giả nó chát chát liền. Ủa mà lút đồn chi, có được lụm súng đâu mà lút. Mà quên, nãy giờ chạy dưới hầm làm sao mà gặp địch được. Để mình chạy lên trên mình coi có bạn trẻ nào đứng ở trên canh mình không. Không lẽ mình cầm cái lưỡi hái này trên tay mà không hạ được thằng nào sao? Có vẻ như là mấy đứa này nó sợ tôi, nó chạy mất tiêu hết trơn rồi. Bởi tao nói nhiều lúc bờ gồ quá nó cũng khổ. Giết rồi mấy bạn địch gặp tôi là chạy hà. Mà nó chạy đi kiếm dép nó giả vô mỏ tôi chứ nó không có sợ tôi nha. Theo như suy đoán suy luận cộng với suy tính của tôi thì không có biết là trên đây có người không nha. Chạy lên coi mới biết. Màng đất ơi, trước mặt có cây núm thơm ngon mời bạn ăn nha. Không lẽ mình không ăn? Không ăn là có lỗi với lương tâm dữ lắm. Rồi mày xong rồi. Màng đất ơi, không khí đang trong lành mà mấy bạn địch bắn nhau vậy đó. Mà cái chỗ nào bắn nhau là sẽ có sự xuất hiện của bản mặt tôi. Để tôi bắn lén chứ không có gì chứ á. Nhưng mà bữa nay mình không có súng. Bây giờ mình sẽ canh tụi nó bắn nhau yếu xong rồi núp vô quấn máu. Rồi gõ vô đầu nó một cái bụp là nó nằm chèm bẹp liền. Hello my friend. Màng đất ơi, tôi vừa cứu nó khỏi bị thằng kia hạ. Bằng cách là hạ nó trước. Được. Bởi vậy tôi là người tốt mà anh em cứ nghĩ xấu cho tôi không hà. Rồi luôn, mới chạy bo chút xíu mà thấy bắn nhau nữa rồi. Tụi này nó giao tranh trên cổng trời luôn à. Như vậy là nó muốn lên thiên đàng uống tách trà cùng anh Quơ Quy. Để tôi lên tôi lấy cái lưỡi hái tôi gõ vô mỏ nó rồi tôi cười hi hi. Đây rồi, hai thằng đang bắn nhau bên đây. Bây giờ mà mình chạy lên tới nơi thì chắc chắn hai thằng nó sẽ yếu xìu yếu sợt. Mình chỉ cần gõ một thằng một cái là lụm liền. Đây rồi. À, đậu xanh, đứa nào ca ép của tôi rồi? Chưa đụng vô nữa mà nói người ta ca ép rồi. Chỉ cần tôi nhìn thấy mà nó bị hạ là ca ép nha. Có mẹ vô lý. Mà nếu đã ca ép kêu của tôi là phải trả giá. Hồi nãy hình như tôi thấy cái tâm nó hiện lên bên này nè. Như vậy là thằng kia vẫn còn đứng bên đây. Á đù, baby girl à. Sư phụ truyền lại cho mình cái lưỡi hái này với một lời nhắc nhở. Mừng cái gì mừng cũng không được dùng cái lưỡi hái này để hạ con gái. Như vậy thì mình dùng lũ đạn. Rồi, nó đã yếu rồi. Nhưng mà có lẽ nhỏ này không nguy hiểm. Hello em gái, anh có thể có một buổi hẹn cùng em không nhỉ? Nhưng mà là hẹn em kiếp sau. Chứ kiếp này ta không có nhau. Anh em định hỏi tôi là sao sư phụ dặn không đánh con gái mà tôi vẫn dùng lưỡi hái đánh đúng không? Màng đất ơi, tại tôi phát hiện nó là nữ cải nam trai.
trang. Nó trà trộn vô trận đấu này để đánh lừa anh em đó. Điều hiểu kiểu gì? Mới chạy vô bo thấy một anh trai đang chạy xe phía sau. Hên là anh trai chưa tông tôi đó. Không thôi là tôi ăn dạ giữa đường rồi. Ủa cái thằng này nó thấy tôi chưa ta? Chắc là chưa đâu, để tôi chạy vô tôi canh nó xuống xe tôi giả vô mỏ nó nè. Mày hên là mày chạy xe tao chạy bộ đó. Chứ mày mà chạy bộ kế tao một cái là mày nằm chèm bẹp nãy giờ rồi. Ủa nó chạy xa chưa ta? Chứ không thôi nó quay lại nó kiếm mình không có đường trốn mà. Đứng xạo chó một hồi bị bắn nằm chèm bẹp, tao nói không biết bao nhiêu quần mà đội cho hết nữa. À đây nó vẫn đang chạy xe đây. Có vẻ như là anh bạn trẻ này đam mê tốc độ, nhưng mà sợ chạy ngoài đời té xe cái đuổi, cho nên mới vô Free Fire lạng tới lạng lui vậy đó. Bởi tao nói ai cũng có ước mơ, tôi cũng có ước mơ chứ bộ. Bữa đăng ký thi Miss Gen International mà con trai không cho thi, người ta bảo là chỗ nào dư cắt bỏ đi rồi thi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi tập trước hết trơn rồi chứ bộ. Anh em không tin đúng không? Cho anh em coi nè. Miss Gen chú xám đến từ An Giang. Trời đất ơi, người ta hô dõng dạc như vậy đó mà không cho người ta thi. Bởi vậy tôi buồn, cho nên là bây giờ tôi sẽ đi kiếm địch tôi giả vô mỏ nó. Đây rồi anh bạn trẻ, đây rồi. Mình hãy chơi với nhau theo cách công bằng đi bạn trẻ. Bạn trẻ thấy tôi cầm lưỡi hái không? Sao tự nhiên móc súng ra bắn tôi vậy? À đậu xanh nối như vậy mà vẫn bắn à? Rồi rồi mày tới công chuyện mày rồi. Chạy đi đâu, mày định chạy đi đâu? Mình ở lại chơi với nhau chút xíu cho vui nào. Ê khoan, tôi nghe tiếng xe chạy lại. Sao nó lướt qua thấy nhẹ nhàng dữ vậy ta? Hình như là nó bỏ đi luôn rồi. Như vậy là thằng này tới công chuyện. Đang bắn nhau vui vẻ, cái xe chạy lại mạnh thằng nào nấy núp hen. Ủa nó đâu mất tiêu rồi? Trời đất ơi, vô bo hồi nào mà không ngủ gì hết trơn hà. Tôi phải kiếm thằng này tôi hạ cho bằng được. Mày chạy đường trời. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngang con đường. À đậu xanh, sao mới đi qua một cái đại dương mà mày quay lại mày bắn tao rồi mày? Mèn đất ơi, cái kiểu này không được rồi, tôi đang ở ngoài bo. Mà cái thằng này đứng ở trong nó còn trội lụ cạp kêu ra ngoài nữa. À đậu xanh ngoài bo vẫn còn ngừ. Rồi rồi, bị bánh mì kẹp suốt xít rồi. Bây giờ mình chỉ có một đường là hạ cái thằng bên trong xong rồi chạy thẳng vô. Nhưng mà trước tiên mình phải hồi máu cho đầy máu cái đã. Trời đất ơi, chơi gì mà chơi lụ đạn nữa vậy? Thôi mà bạn trẻ, cái gì tha thứ được thì mình tha thứ đi bạn trẻ. Đừng có bắn tôi nữa mà, để tôi chạy bo đi. Mày đợi tao quắn máu xong là mày tới công chuyện nè. Cái thằng này nó biết mình chỉ cầm có cây lưỡi hái cho nên nó sung dữ lắm, nhưng mà nó đâu có ngờ rằng ngoài lưỡi hái ra mình vẫn còn lựu đạn. Mày tới công chuyện mày chiến này rồi, ba trái lựu đạn thì đường nào mày không nằm chèm bẹp. Mèn đất ơi, đau rồi đúng không? Trội hai trái này nữa rồi công thẳng lên luôn chứ ngại ngùng gì nó nữa. Ở đâu ra mà xe bò lướt qua nữa vậy? Cái thằng này tới công chuyện rồi. Sao mà đỡ được? Tôi cầm lưỡi hái tôi công thì làm sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Chúng ta đến với chương trình ở cuối mỗi clip. Bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Thì ở clip trước mình không nhận được những cái câu hỏi mà nó mới mẻ lắm. Hầu hết là những cái câu mà mình trả lời hết trơn rồi. Cho nên là hôm nay mình sẽ hỏi anh em nhen. Anh em nhà mình có thích tôi livestream không? Tại vì thông báo với anh em một chuyện là dạo này tôi live xì chim bên fanpage lại rồi. Anh em có thể tìm cái fanpage chú xám rồi 8 giờ tối hàng ngày lên đó coi tôi like nha. Có thắc mắc hay câu hỏi nào muốn hỏi tôi thì cứ để lại comment bên dưới. Mà comment xong thì nhớ xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha.